Hello mọi người, hôm nay Smart làm những bộ móng nail dài này ha. Thì qua cái gắn những cái diamond và qua những cái ombre của những cái new tackle ha. Thì đây là cái nail này một bàn đã xong rồi. Thì nó chỉ đơn giản và pointy và long nail, sparkle, marble, rồi gắn diamond hí. Bây giờ Smart sẽ làm ha. Your nail like that, so cute, so beautiful. Yeah. Okay. Mọi người khỏe không? Lâu quá rồi hả? Hai. Hai anh Tuấn ha. Anh Tuấn hai chắc gì? Ok, bây giờ thì còn một bàn ha. Thì bây giờ Smile sẽ show những cái technique mà về làm về để mà làm sao những cái móng dài để cho nó chắc và nó bền ha. Ok hí. Bây giờ mình sẽ làm ha. Thì qua thì Smile sử dụng cái nút. Ha, cái nút và cái màu đen và cái màu soft white và cái clear để mình làm ra cái bộ nail hé. Lên cái cỏ chút ha. Thì đây là cái móng tip mà để mà mình làm cái móng dài ha. Thì cái nail bed của cái người này nó hơi phì ra hai bên. Thì mình làm sao để mình sửa được cái nail bed của người ta để cho nó đều lại. Và cái móng nail của người ta nó không có được đẹp lắm. Thì mình sửa lại làm sao để cho nó hoàn thiện lại ha. Đó, thì mình làm sao cho nó gọn lại. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ xa chút ha. Thì bây giờ xong rồi. Smile sẽ lật ngược cái bàn tay của người khách này lại để Smile làm cái độ dài của cái nail ha, để khi mà bắt đầu Smile làm trên cái đầu móng để sao để cho nó chắc, nó không bị gãy làm những cái móng dài ha. Đó, thì bây giờ Smile sẽ lấy clear không. Đó, Smile clear, Smile sẽ đắp ở dưới đó. Ai mà làm móng dài thì có làm cái kiểu này nha, rất là chắc ha, móng tay của người ta rất là chắc và không có sợ bị gãy nữa. Đó, mình sẽ làm một cái nail bed ở dưới đây ha. Đó, nhớ là lớp vừa phải thôi, đừng có dài quá ha. Đó. Hai ly ha. Đó, cho nó lớp dài ở đây ha. Đó, các bạn nhớ nha. Đập ở trong cái này cho nó lỏng ra, đừng cho nó dài ở đây. Xong bắt đầu mình luồn bột cái qua ha, vuốt cho nó ra. Y như là mình đắp ở trên mặt móng vậy ha. Đó là một ngón ha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái ngón này. Thì các bạn thấy không? Thì tất nhiên những cái nail bed này thì nó rất là dài nè ha. Mặc dù nó rất là mỏng, các bạn nhìn thấy không? Nó rất là mỏng nhưng mà cái bản bẻ thì nó không có gãy được ha. Nó rất là chắc ha. Thì bây giờ mình sẽ làm qua cái ngón này ha. Mình phải làm từng cái cho nó khô đã, rồi xong rồi bắt đầu mình sẽ apply trên cái mặt móng của cái đầu móng ha. Đó, mình sẽ bỏ một cái lớp lên đây. Đó. Bây giờ mình sẽ đập cho nó mỏng, nhớ là đừng cho nó tràn vô cái cuticle, đừng có tràn vô cái đờ, cái he, cái móng thật nha. Cho nó xa xa chút nha. Đó. Đó. Xong rồi mình vuốt hai bên hông hí. Đó, anh chị thấy không? Mình vuốt hai bên hông cho nó gọn thôi, không? Xong rồi bắt đầu mình sẽ nhảy qua cái ngón khác, không? Cái này là mình tạo cái độ dày thôi ha. Mình tạo cái độ dày của cái móng, không? Đó. Don't put your hand like that. Đó. Đó. Tạo cái độ dày thôi. Đó. Đó là nó thành cái độ dày rồi ha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái ngón này. Hai viên khỏe không? Khỏe hí. Bây giờ mình sẽ bỏ cái ngón này ha, bỏ bột lên. Đó. Cái này là chỉ là mình tạo cái độ khung, cái độ dày của cái móng và cái để cho cái móng dài và nhỏ nó không có bị gãy. Đó, để làm cho cái móng nó chắc hơn. Đó, cho những người thích làm móng dài nha. Đó. Chứ các bạn không cần phải đắp dày ở trên cái móng đầu móng nha. Đắp dày quá thì nhìn nó thô lắm, nó thô thê lắm. Nó không có được gọi là tự nhiên ha. Đó. Nhưng các bạn nhớ đừng có cho chảy vô da nha. Cho ở phần ở đầu móng này thôi, là từ cái phần này này, hung này này ha, đi ra ha. Đó. Smile làm bộ có 10 đồng à. Đó.
Bây giờ xong rồi, Smile sẽ chuyển qua cái ngón này, cái ngón cái ha. Và cái ngón cái thì mình cần phải có cái độ dài thêm một chút ha. Thì mình lấy cục bột to thêm chút đó, để tạo cái độ dài. Đẹp hí. Đó, bỏ lên. Đừng cho nó tràn vô cuticle, à đừng cho nó tràn vô cái đầu cái móng thạch nha. Đó, cho nó nằm ở cái phần ngoài thôi, cho nó đa tụ nè. Các bạn khoan lật cái ngón tay lại đã. Tại vì sao? Nếu các bạn lật lại là nó sẽ bị chảy xuống, tại vì bột nó đang còn rất là ướt ha. Mình phải đợi cho nó khô một chút. Cho nó khô một chút ha, rồi mình sẽ lật cái ngón tay lại. Bắt đầu rồi mình sẽ take care cái phần ở trên đầu móng, à trên cái phần top ha, mình sẽ đắp một màu lên. Someone is see the model after. Okay, after. Yeah, right now only one hand done, so not yet. Tí nữa hí, xong cho coi hí. Bây giờ mày xong ban à, coi sờ sậu rắn. Ok hí. Đó, vuột, bắt đầu mình xem, các bạn thấy không? Nó vẫn còn rất là ướt ha, mình sẽ đợi cho nó khô một chút xíu ha. Xong rồi mình sẽ lật lại ha. Trong cái thời gian chờ đợi thì mình ngồi tán dóc hay là ngồi hát hay ngồi gì cũng được. Đó. Khi mà mình thấy nó hết chảy là bếp nó khô ha. Khi mà nó còn chảy thì là không có được. Tại vì nếu mà bật lại liền là coi như cái bột nó bị tụ xuống liền. Nó sẽ làm cho cái độ u dày ở dưới liền, nó không có đẹp ha. Thì các bạn để vậy nó nằm nghiêng, nó nằm ngang luôn. Nó không, các bạn không có, nó không có bị dày lên, nó không bị tụ xuống một cái chỗ ha. Thì mà nó nằm cái lớp móng của nó nằm rất là ngang. Rồi xong rồi thì bây giờ cái ngón này thì mình sẽ làm cái ombre. Cái ombre này là cái kết hợp giữa cái màu nút pink và cái kim tuyến ha. Kim tuyến rất là đẹp ha. Ok hí. Về nhau hí. Ok, làm xong về nhau hí. Ok, bây giờ mình sẽ liền cái này qua một chút xíu ha. Đó, bây giờ mà sẽ đắp màu nút lên. Tại cái móng của cái người này á, nó bình ra hai bên ở trên đầu rất là khó đắp. Thì mình làm sao để mình khắc phục được cái điều đó? Đó ha. Đó. À, đắp dưới móng để tạo cái độ dài của cái móng em, để khi em làm những cái móng dài nó không có bị gãy, để not break. Đó, và khi mà đắp lên cái lớp móng á, ở trên đầu á, thì nó mỏng thì nó đẹp hơn ha. Đó. Bây giờ Smart sẽ lấy màu nút. Ha, bỏ ra giấy bớt. Ha. Đó, Smile sẽ bỏ vô. Thấy không? Lôi nhẹ nó ra. Thấy không? Đó, bắt đầu Smile sẽ chăm sóc cái cuticle ha, đập cho nó mỏng. Tại cái tay khách người này rất là oil. Thấy không? Mà rất là oil thì rất là dễ bị hở, lifting. Thì mình làm thật là mỏng và thật là ướt để sao? Đó, để cho cái móng nó bám hơn, nó không có bị lifting ha. Đó. Nhớ nha các bạn. Thì mình, đó, những cái móng oil thì mình phải làm cho nó mỏng và ướt nha, để cho nó không có bị hở đầu móng nha. Vuốt cho nó ra ha. Lớp mỏng thôi, tại vì cái lớp này là tới 3 lớp lận. Bởi vậy mình làm lớp mỏng thôi, đừng có làm cho nó dày quá ha. Vuốt nhẹ hai bên hông ha, cho nó gọn lại. Đó. Và nó vẫn còn thấy cái đường đen này ha. Thì mình sẽ bỏ thêm một lớp lên nữa ha. Tại vì nó còn chưa được đậm. Đó, mình phải làm cho nó cover cái lớp móng ở dưới của người khách đi. Đó, tại vì cái nail của người khách đó, nó hơi bị đen. Đó, thì mình làm cho nó cover lại ha. Đừng cho nó thấy cái đường dưới nó xấu lắm ha. Đó. Rồi xong rồi, cái phần này là cái kim tuyến nhỏ ha. Thì mình đổ ra nè ha. Mình đổ ra cái tờ giấy. Chứ mình đừng có nhúng cái cọ vô nha. Nhúng cái cọ vô là hư hết luôn cái hũ leader của mình nha. Đó, bây giờ mình sẽ lấy những cái màu này mình bỏ lên. Thấy không? Đó, bỏ lên ha. Xong rồi mình sẽ vuốt cho nó ra. Vuốt cho nó lên ha, giống như là ombre vậy đó. Ombre ha. Đó, oh my god, looking so beautiful, right? Ok, đó, đập cho nó mà mỏng ha. Rồi, xong rồi. Là xong một ngón nè, các bạn khoan apply cái lớp clear lên nè. Tại vì nếu mà các bạn apply cái lớp clear lên thì cái clear này nó còn chưa đủ khô, nó còn chưa đủ bám, thì tất nhiên khi các bạn vuốt cái clear xuống thì nó sẽ bị chạy theo luôn cái clear, thì nó rất là xấu ha. Thì mình mới đợi cho nó khô thì mình nhảy qua cái ngón út. Kì con nút thì mình cũng làm y như nhau. Đó, y như nhau hí. À thì làm sao mà dán được hai tiếp nó thẳng? Thì mình cứ dán cái tiếp làm sao này, rồi mình dán theo, rồi mình cắt, rồi mình dũa lại cho nó thẳng em hí. Đó, bây giờ mình cũng bỏ lên cái màu đút ha. Đó. Đó, mình sẽ bỏ vô. Lên nhẹ thôi ha. Lôi nhẹ nó ra.
không? Đập đập mỏng cái phần cuticle, đập càng nhẹ thôi, đập càng nhẹ thôi ha. Và đập cho nó thật là ướt 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 thì nó sẽ tăng cái độ bám rất 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 là chắc 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 hí. Ừ, vuốt cho nó ra ha, các bạn thấy không? Vuốt nhẹ nhàng thôi. Ừ. Đó, bắt đầu mình sẽ lên sơ lại, nếu mà nó có chảy ra thì mình phải lên liền, đừng có để vậy nha. Đó. Lên nó ra ha. Thì đã xong một ngón ha. Đó, mình lên nè, tiếp tục lên ha. Tại vì trong này cái phòng của Smile làm thì nó cái không khí rất là lạnh. Đó, nó rất là lạnh thì tất nhiên cái bột nó sẽ rất là chảy hơn chút ha. Không sao, nhưng mà mình đắp theo đắp những cái design này ha, mình cần phải nó phải dẻo và nó chảy để mình có thêm time để mình chỉnh sửa nắn nót nó. Ha, các bạn thấy không? Đó, xong rồi mình sẽ bỏ bỏ một cái leader lên ha. Em dán em mẹ thì khi mà em dán em nhớ ngồi thẳng nha. Em bắt người khách phải ngồi thẳng, để tay thẳng rồi em ngồi thẳng thì em dán sẽ chẹt thẳng hết nha. Đó. Đập nó lên ha, vuốt cho nó lên. Mỏng thôi, các bạn nhớ làm cái lớp này mỏng thôi, đừng cho dày quá nó nhìn nó không có tự nhiên nữa. Nó không ra giống ombre nữa ha, cho nó mỏng thôi. Đó, mỏng thôi. Thấy không? Mỏng thôi. Mỏng thôi, các bạn thấy không? Mỏng thôi. Thì đã xong một ngón ha. Đó, mỏng càng dễ thương. Bây giờ hai anh dương quá, anh khỏe không hí? Bây giờ mình sẽ comeback cái ngón này, mình sẽ đắp cái ủ cái lớp clear lên nha. Ủ cái lớp clear lên là mình ủ từ đâu? Mình ủ từ đầu móng, không? Từ đầu móng đi xuống ha. Đó, bây giờ mình sẽ nhấn vô cái cuticle cho nó dài thêm chút, không? Tại cái khách người khách này thích rất là dài. Đó thì mình phải làm dài cho người khách ha. Đó, bắt đầu mình lắc cái ngón tay xuống để cho bột nó đi xuống ha. Đó, đừng cho nó chảy xuống đến đầu móng nha. Đó. Đó ha. Thì khi đã thấy ok rồi, bắt đầu lấy nước ha, vuốt từ trên cuticle đi xuống. Từ trái qua phải, từ phải qua trái ha. Bắt đầu tới cái phần đầu móng này hai mình vuốt hai bên hông thôi, để mình tạo cái độ dày, cái độ u ở giữa đầu móng, để nó tạo thêm cái sự chắc chắn bền vững của cái móng ha. Nó không có bị gãy nha. Đó, các bạn thấy không? Vuốt hai bên hông vô. Đó, xong vuốt ở giữa cái cho nó ra lại, rồi vuốt hai bên hông nhé. Đó. Thì đã tới hết đầu móng ha. Rất là dễ thương. Bây giờ mình sẽ vuốt lại hai bên hông. Đó, các bạn thấy không? Rất là cái lớp này mình không cần độ u, nhưng mà nó thật sự nó rất là chắc, cái móng nó không có bị gãy được. Đó. Tại vì nó có một cái lớp bột ở dưới, đó là cái lớp bột này. Các bạn thấy không? Nó rất là dày ở dưới ha. Đó. Rồi xong rồi tí nữa mình sẽ dũa mài cho nó đều lại hết nha. Và xong rồi tới cái ngón này. Các bạn thấy không? Lấy một cái lớp clear lên, bỏ lên. Giữ 3 second ha. Lôi nhẹ ra. Đó. Bây giờ mình sẽ đẩy vô cái cuticle. Thấy không? Đó ha. Bắt đầu mình sẽ tém nhẹ hai bên hông, tại vì cái clear nó còn răng rất là chảy ha. Các bạn không có thể vuốt được, phải đợi cho nó khô chút. Thì trong cái thời gian chờ đợi khô thì mình nhấn như này để tạo cái thêm cho nó mau khô. Đó chứ không phải gì hết ha. Đó. Và khi mà mình nhấn nó không đi nữa thì tất nhiên lúc đó mình lấy cái liquid để mình vuốt cho nó ra. Đó, vuốt cho nó ra ha. Vuốt từ trái qua phải, từ phải qua trái, bắt đầu vuốt hai bên hông đi vô. Đó, cho bột nó đi vô để tạo cái độ u ở giữa cái móng nha, để cho nó chắc hơn. Thì các bạn thấy không, khi mà cái clear nó đã khô rồi á, thì tất nhiên các bạn vuốt cái clear đờ nó không có bị trôi đi đâu nữa ha. Đó, nó chỉ nằm yên một chỗ thôi. Đó. Vuốt hai bên hông, thế là xong ha. Đó, linser một cái. Oh my god, looking so sexy. Đó, rất là dễ thương ha. Đẹp quá à. Các bạn thấy không? Rất là dễ thương cái sparkle này ha. Ok Andy hí. Tội Lambo hí. Ok, bây giờ tới cái ngón này là đắp một cục nha. Có nghĩa là cái cục nó giống như thế này, các bạn thấy không? Đó, xong rồi mình sẽ làm gắn những cái hột diamond lên để cho nó dễ thương ha. Đó, ui chào mình dễ thương hí. Đó. Hello Steven, khỏe không hí? Bây giờ mình sẽ đắp cái móng này nó hơi dài quá, thì mình sẽ đắp như sau, trong miệng liquid link. Thì mình sẽ đắp hai cục nha để cho nó kịp nha, chứ mình thử cái ngón này nó hơi dài quá ha. Mình đắp một cục thì sometime nó không có kịp hoặc là nó không có vừa ý mình ha. Mình đắp hai cục cho nó dễ có thêm time. Thank you hí. Thì cái này là một màu ha. Đó, mình sẽ bỏ lên.
lôi nhẹ ra, thấy không, tém nhẹ hai bên hông vô đó, tém nhẹ vô ha, đó tém nhẹ vô đó, bắt đầu mình sẽ vuốt cho nó đi xuống nha, vuốt cho nó đi xuống, nhớ là vuốt nhẹ thôi nha các bạn. Đó, bắt đầu mình vuốt hai bên hông cho nó vô, vuốt hai bên hông cho nó đi vô, không đừng để cho bột nó đi xuống nha. Đó, vuốt hai bên hông nhé, vuốt hai bên hông cho đi vô. Oh yeah, I'm funny. Oh, you think so? Oh yeah, baby. Đó thì các bạn thấy không, vuốt hai bên hông cho đi vô để mình tạo cái độ u ở giữa hí. Đúng rồi, có thể dùng cho dip được nha. Đó, nhưng mà bột bên chat thì nó chuyên môn về đắp rất là good hơn. Đó, thì các bạn muốn dùng cho dip thì cũng có thể dùng cho được nha. Đó, không sao hết. Đó. Xong rồi, cái lớp thứ hai là mình sẽ làm một cái cục nhỏ. Không? Mình sẽ bỏ lên. Đó, lôi nhẹ ra. Không, tại vì mình biết nó rất là chảy ở trong này, cái phòng này nó lạnh lạnh quá, không? Nó rất là chảy thì mình bỏ xa một chút rồi mình sẽ đẩy lên. Nhớ là đẩy lên, đập cho nó nhuyễn, đập cho nó mỏng, thật là mỏng luôn. Đó. Không? Đó, là xong. Lên sơn ra. Lên sơn nó ra ha. Bây giờ mình cũng vuốt y chang như vậy, vuốt cho nó đi xuống nữa nè. Đó, cho nó đi xuống nữa. Đó. Tại ở trên cái đầu móng á, mình không có sợ nữa, tại vì mình đã build một cái lớp ở dưới rồi, mình không có sợ nữa, mình chỉ build ở cái thanh móng thôi để cho nó chắc thôi. Đó, để cho nó chắc thôi ha. Đó. Lên sơ nó lại ha. Lên sơ nó lại. Đó, lên sơ nó lại. Lên sơ nó lại ha. Đó, xong. Một ngón ha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái ngón này. Hai cái ngón này ha. Thì cái ngón này là cái ngón marble, và cái ngón kia là hello chị Kim hả? Đó, hello chị khỏe không? Đó, lên sơ lại ha. Và cái ngón này mình sẽ làm marble nha. Marble thì nó mình dùng cái soft white và mình dùng hello chị khỏe không? Hello Kyler hả? Lâu quá hả? Đó, mình sẽ bỏ cái đó. Đó, đẩy nhẹ, đập nhẹ nha. Các bạn phải đập cho thật là mỏng, thật là ướt, 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 ướt luôn. Chẳng thà cho nó ra ngoài nhưng mà nó ướt thì nó rất là bám nha. Đó. Lên sơn lại. Đó, lên sơn lại ha. Lấy miếng đen ha. Đó, đập cho nó nhuyễn ra, cho nó lan ra. Đó, mình sẽ lên sơ lại. Đó, lên sơ nó lại ha. Đó, bây giờ mình sẽ add những cái mà màu mà cái foil này vô ha. Lên sơ lại ha. Tại những cái này á là xong rồi á, mình sẽ vẽ cái đường line ở trên này, các bạn thấy không? Mình bỏ cái foil vô rồi mình vẽ những cái đường line lên thì nó nhìn cho nó sắc sảo lên nha. Đó, cho nó sắc lên. Chặt cho nó ra đi. Không, chặt cho nó ra. Lên cho nó ra ha, ra mấy cái miếng nhỏ đi. Đó. Bỏ nó vô. Cho nó dễ thương. Oh, hi Tyler.
Phải không hí? Trời ơi, lâu ngày quá hí. Ok, thế là xong ha. Thế là xong một ngón này thì tí nữa mình sẽ vẽ lên ha. Ô trời ơi, dễ thương hí. Ok, bây giờ tới cái này ha, thì mình sẽ gắn cái foil này lên. Thì tí nữa anh nhìn cho nó đẹp đẹp chút nha. Thì mình cắt vô ha. Đẹp không hí? Xong rồi ha. Xong rồi mình sẽ ủ một cái lớp clear lên. Các bạn thấy không? Ủ lên. Đó, lôi nhẹ ra. Đó, bắt đầu mình sẽ tém đi vô cái cuticle. Nhẹ thôi. Lightly. See? Oh my god, looking so smooth ha. Xong rồi mình sẽ vuốt cho nó ra. Vuốt nhẹ thôi. Đó, vuốt nhẹ thôi. Đó, vuốt nhẹ thôi. Bắt đầu tới đây mình vuốt vô. Đó, vuốt cho nó vô. Đó, vuốt cho nó vô. Đó, thế là tới đầu móng ha, hết đầu móng ha. Đó, vuốt cho nó vô. Vuốt cho nó vô. Đó là xong. Các bạn thấy không? Nó đã cover hết rồi ha. Tí nữa mình sẽ vẽ lên. Oh my god. Đó. Vuốt cho nó vô ha. Thế là xong. Đó, mà cái ngón này á, là cái ngón mình gắn diamond. Có nghĩa là ở dưới này nó có cái foil. Cái foil và cái kim tuyến ha. Cho nó một chút cái clear đã lên. Oh my god. I'm using number 16 baby. Đó, cho nó một chút màu đen thôi. Đập cho nó ra. Không. Tí nữa mình sẽ gắn lên diamond lên cái ngón này cho nó dễ thương. Rồi xong rồi, mình dán những cái sticker lên thì mình bỏ một cái lớp clear này nè, các bạn thấy không? Bỏ lên. Mỏng thôi, đừng có dày quá, không cần dày lắm đâu nha. Xong rồi mình bỏ lên thoải mái vô tư đi ha, không có sợ. Bỏ lên. Đó, bỏ lên thoải mái vô tư. Đó, bỏ lộn xả gì cũng được hết. Tí nữa nó sẽ ra hết. Đó, ha. Đó, bỏ lên. Đó, và xong ha. Còn cái nữa cho lên luôn. Đó, ha. Rồi xong rồi. Mình sẽ cho một cái lớp chút cái leader hồng này lên. Không? Cho nó lên. Cho nó lộn xộn vô đây luôn. Không? Đó, cho nó ít thôi nha. Rồi xong rồi mình cho nó một cái lớp clear mỏng. Clear mỏng thôi. Để cho nó giữ lại mấy cái sticker. Không? Để giữ lại khi mình bỏ cái lớp clear thứ hai lên thì nó sẽ không có bị chạy cái clear của mình. Đó, bị chạy cái sticker của mình ha. Đó. Bút nó qua. Đó, tại vì những cái này là mình gắn cái diamond nó sẽ cover hết lại nè, các bạn thấy không? Đó. Rồi xong rồi mình sẽ đợi cho nó khô chút nha. Tại vì nó còn chưa khô. Mình đợi cho nó khô một chút rồi mình sẽ apply một cái lớp clear lên để cover lại từ đầu tới cuối. Đó là coi như là xong một cái bộ nail rất là nhanh ha. Không có mất thời gian ha. Đó. Cho nó khô chút, nó còn rất là ướt ha. Đó. Xong rồi mình sẽ lấy một cục bột to. Không. Cover từ đầu tới cuối. Giữ 3 second, lôi nhẹ nó ra. Đó, lôi nhẹ ra. Thấy không? Đầu mình sẽ đập mỏng cái phần cuticle này. Cho nó ăn vô.
cho nó ăn bột vô. Không, đó, cho nó ăn vô. Đó, chỉnh hai bên hông lại. Không, chỉnh hai bên hông lên nhẹ sơ. Không, nó ra hai bên hông, đẩy nó vô. Tại nó đang còn rất là ướt ha, đẩy nó vô. Đó, các bạn thấy clear dẻo không? Rất là dẻo ha. Đó, các bạn không có sợ là nó mau khô. Đó, lên nó ra. Đó. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy nước ha, lấy nước này ha, vuốt từ cái cuticle đi ra. Đó, bắt đầu mình sẽ vuốt hai bên hông thôi. Nhẹ nhàng thôi. Để tạo cái độ dày nha, đừng có vuốt giữa nữa nha, vuốt giữa nhiều là nó sẽ bị bè ra, nó sẽ không có cái độ u. U ở giữa thì nó sẽ rất là dễ mỏng, rất là dễ gãy nha. Vuốt hai bên vô. Đó, thế là xong. Bắt đầu mình sẽ lin sơ lại cái liquid ra. Lin cái liquid ra. Bạn thấy không? Thế là xong một ngón. Thì tí nữa mình sơn cái top lên thì mình nó sẽ show ra những cái design ở dưới của cái móng ha, của cái nail. Rất là dễ thương. Đó. That's it. Thế là xong ha. Rất là nhanh, rất là gọn. Đúng rồi, dẻo như smile, đúng rồi, cái đó là đúng rồi đó. Ok. Hả? Dai không smile. Ờ dẻo phải dai chứ. Có đời nào mà dẻo mà không có dai đâu. Đúng không? Ok. Bây giờ các bạn thấy không? Nó rất là chắc này, thấy không? Tại sao này? Các bạn thấy không? Bọp này, không có gãy được. Tại vì sao? Nó đã có một cái lớp ở dưới đây rồi. Các bạn thấy không? Rất là dày. Thì tí nữa mình sẽ linser hết lại để cho cái đường ở dưới này nó thật là smooth. Đó, nó smooth ha. Đó là cái cách để sao các bạn thấy cái móng rất là mỏng, nhưng mà nó không có dễ gãy đâu ha, không có dễ gãy đâu, rất là chắc nha. Ok hiến. Bây giờ mình tới phiên là mình vỗ xếp hiến. Bét hai bên hông ra. Đó, đưa đục cái đầu dựa vô. Đó. Bây giờ này ha, mình sẽ đi từ dưới này. Đi từ dưới này ha. Đi lên. Đi từ dưới ha, đi lên. Bắt đầu mình sẽ nhảy qua bên này. Các bạn đừng có vũa một bên nhiều quá nha. Mình phải vũa cho nó đều. Thì tất nhiên cái móng ra nó không bị lệch nha. Đó. Bắt đầu từ bên này cũng vậy ha. Đi từ dưới đi lên. Các bạn thấy cái phần dưới này không? Nó dài không? Rất là dài ha. Thì tất nhiên cho dù các bạn vũa nhọn tới cỡ nào nó cũng không có gãy đâu nha. Đó. Đi từ dưới đi lên ha. Đẹp hiến. Đi từ dưới đi lên. Các bạn thấy không, cái foil ở dưới nó phải thẳng ra ha, nó phải thẳng thì nó mới đẹp nha. Đó, rồi xong rồi. Đi vô đây, vũ nhẹ thôi, sơ thôi ha. Đi từ dưới đi lên. Đó, vũa cái phần này super nhọn. Không, đó, rất là nhọn. Thì các bạn thấy không, cái foil nó đi ra, nó thẳng, rất là thẳng ha. Rất là nhọn. Đó. Mình vũa cho nó bén cái shape nữa, không. Ồ, hai lợi, hai ly hiến. Bây giờ, be careful. Đi từ dưới ha, các bạn thấy không, đi từ dưới này đi lên. Đó, cái xếp mình phải quan rất là quan trọng nha, mình phải để đúng cách nha. Đi từ dưới đi lên, mình đừng có vũ, mình có đè nhiều quá nha, mình đi relax thôi để cho nó tự động nó mòn vô từ từ nha. Các bạn thấy không, nó rất là dài, bởi vậy mình vũa vô rất là lâu. Bởi vậy đó là cái lý do tại sao mình làm móng dài nó khó gãy là vậy đó ha. Nó rất là chắc. Ờ à, đúng rồi. Khi nào đâm nát trái tim của ông rồi mới nói nha. Đó, còn bây giờ tôi chưa đâm mong mà ông đâm tôi nữa là chết. Đi từ dưới đi lên ha. Lên. Xong rồi mình đi dưới, lên cái đường dơ ở dưới nữa ha. Oh my god. Ui trời ơi, nó dài ha, nó chắc dễ sợ luôn. Không gãy ha.
mình vụ cho nó bén nữa, cho nó bén, cho nó sắc nữa ha. Đó. chưa có bóng, tí nữa mới bóng. bây giờ mới thẳng thôi, mới mượt mới thẳng thôi. Đó. Các bạn thấy không? Nó không có thẳng nè, thấy không? Thì mình vuốt nè, ha. Lên. Các bạn thấy không? Đỡ lại này nè, ha, bắt đầu vuốt tiếp. Thì bây giờ nó đã thẳng rồi, không? Các bạn thấy không? Đó, đi từ dưới ha. Đó, cái đường thẳng ở dưới móng rất là quan trọng, ha. Đó, đi từ dưới nè, ha. Đi lên. Đi từ dưới. Đi lên. Cỡ 3 tới 4 lần như vậy là cái đường thẳng ở dưới nó sẽ thẳng. Ha, và cái đường thẳng ở trên nó cũng rất là thẳng cho các bạn ha. Vuốt lên. Đó, xong rồi mình sẽ đi vô cái phần này nè. Các bạn thấy cái foil nail ra không? Rất là thẳng ha. Bây giờ mình sẽ đi vô cái phần này nè. Cũng là vuốt lên. Ha. Thì nó sẽ thẳng hơn từ trong đi ra ngoài ha. Rất là chắc, các bạn thấy không? Bọt không có gãy được. Giờ nói. Ok, khi nào bóng gọi tên á, ok luôn. Thank you em, tỷ ngố hí. Đi từ dưới ha, đi lên. Ok hí, thank you hí. Bóp là chết, thả ra xong. Cái này bóp đâu chết đâu. Oh, I'm hungry. Yeah, I need to eat. Go down, go down. See, boop boop. Yeah, you can hit me with your hand. Em muốn bóng hả? Phải bóng giống như anh đã rồi mới đắp ra bóng được. Khổ quá. Vừa vậy hí. Ok. Trẻ à. Đẹp quá. Bây giờ mình sẽ chạy da ha. Tại cái ly design này nó hơi dài ha, thì mình chạy cho nó mình trước đã.
mình rửa cho nó mịn chút đó nha. Rồi tí nữa mình sẽ chạy cái cuticle một lần nữa cho nó sạch, thật là sạch, để cho cái nail mình nó hoàn thiện hơn ha. Okay. Bây giờ mình sẽ chạy cái này ha cho nó sạch. À bộ này hả? Bộ này lấy 10 đồng à. 10 đồng tiếp à. Hai chị Tristan, chị khỏe không? Bây giờ mình sẽ chạy dưới đầu móng nha, làm cho nó đều lại ha, các bạn coi này ha. Đó, làm cho nó đều lại này, cho nó bằng luôn. Bạn thấy không? Đó, nhưng mà thật sự cái móng rất là chắc nha, chắc ơi là chắc luôn. Perfect. Rồi xong rồi mình sẽ dùa cái xếp lại một lần nữa để make sure là nó xây nha. Nó thật là pointy, là pointy. Nhưng mà khi mình dũa lại thì mình không cần dũa dưới nữa nha, mình chỉ cần dũa trên mặt thôi. I'm hungry too, my. Rồi xong rồi mình sẽ lấy cái miếng acetone để mình lên lại nha. Để cho cái móng nó sạch. Để tí để mình chụp hình cho nó đẹp.
đó thì đó là một thành từ thôi, mình làm cái đông quá mình cũng để đó thì nó đã sạch lên rồi ha, rất là sạch. Okay. Bây giờ mình sẽ chuyển qua gắn đai mắn. Đó, gắn đai mắn ha. Đó. Phải đẹp một cái gì không nên, nhưng mà cái đồ mình tốt nhất là chặt mắt thì nó như là sexy. Mình gặp trợ lưu dùng cái treo cái áo nhà mà chị em á, trời ơi, thường là vô số luôn. Dạ tại chị em làm bên may mặc á, mà làm hàng cho mấy bà sùn sùn á, áo kiểu với mấy bà sùn sùn á, mấy ngoại, mấy bà thích hộp với hộp. Em chị dán được cái món này cho món này khác chút rồi. Ờ sao được? Xin gửi bà. Em sớm gì vậy? Đó, đâu sao gì đâu? Cái treo đánh đá luôn. Xong cho người ta luôn đi. Làm biếm luôn. Không, đói bụng. Đói bụng cái tay nó rung. Cái cây mà pít cái gì đâu. Đói bụng. Này đánh tay mình mà tay rung nó bị méo. Cái cây mà pít... Xíu lắm. I got hungry. Yeah, I know. If I do it, my hand gonna be sucking. And the diamond is gonna be cooking. It's okay. I hope you're okay. Christina sẽ cố gắng gắn cái món đó đâu vô đây hả? Gắn sao đẹp được rồi. Okay, beautiful. Cái này giống như clip của con mẹ. Và Christina sẽ continue và gắn những cái hộp diamond cho khách nha. Đó, mình sẽ sử dụng cái diamond treo nha. Diamond treo này gắn rất là lát lon và tùy theo cái móng tay của người khách mà mình thiết kế làm sao nha. Giống như cũng giống như phối màu như vậy. Bây giờ cái món này là nó hơi có màu đen đúng không? Thì mình sẽ không có cover hết những cái màu đen này vì mục đích của mình á là sẽ show up những cái kim tuyến màu đen này đúng không? Thì nó sẽ đẹp hơn nên là mình sẽ cho cái diamond á lên vào cái chính giữa thôi. Đó, và mình sẽ còn lại những cái màu đen như vậy á thì nó sẽ làm cho cái bộ nail của mình nó nổi bật hơn nha. Mình sẽ lấy số lượng diamond treo cho nó vừa ha, vừa đủ cho cái diamond. Vì bây giờ là Christine sẽ gắn cho cái diamond nó hộp lớn nha. 2 chừng anh tấn.
Ngọt quá hả? Ok, bây giờ mình sẽ gắn tì theo mình tì sẽ thiết kế làm sao ha. Cho cái nem mình của mình nó sẽ nằm ngay chính giữa nè. Đó, các bạn thấy nó dễ thương không? Bây giờ thì mình sẽ trang trí cho trên này một chút xíu ha. Oh, thank you. Các bạn thấy không, cái treo đính đá này là nó không có bị chạy nha. Đó, Christine để đâu thì nó nằm đó nè. Mọi người thấy nó rất là dễ thương ha. Mình để đâu là nằm đó luôn, là nó không có bị ngu nè. Rất là đẹp. Đó, mình sẽ lấy cái cây này mình hấp ứng xuống chút xíu ha, để cho cái diamond của mình nó nằm ngay cái vị trí luôn. Đây, mình sẽ từ từ thôi. Cho chị mượn đôi bao tay. Thank you. Đây, mọi người thấy rõ không? Khi xong á, mình sẽ chỉnh lại cho nó thật ngay nha. Rất là dễ thương. Rồi, khi mà mình xong như vậy rồi đó, mình sẽ sơn cái tháp khúc bên hông ha. Hai bên hông, và sau đó mình sẽ để cho nó vào máy. Cho thêm một viên đây nữa. Mấy chân rồi. Rồi, mình để vào máy nha. Trước khi vào máy là Christine sẽ sơn một lớp mỏng cho cái top hood hai bên ha. Để là hả mình không có bị thấy những cái đường lành của cái treo đính đó mình. Đây, mình sẽ sơn nhẹ nhàng nha. Ok, inset. Yes. The light on. No. Yes. Yes. Da yeah, rất là dễ thương ha. Màu rất là đẹp. Beautiful. Yeah. Yes. Khi mà mình sống này, mình cho thêm một lớp thấp cốt vào đây ha. Đó, mình sẽ nhẹ nhàng thôi. Cho nó mỏng vào. Và đi vào hai bên ha. Rồi, insert. Cái đèn bây giờ chị đang kẹt rồi. Đang kẹt rồi, đợi chị chút nha. Sao? Dính tay không? Dính tay chút đó. Đâu dính thôi. Dính xuống. À, dính cầm đó. Không thấy gì hết hả? À, mọi người đợi chút xíu ha, vì cái đèn. Để dọn qua chút xíu, cho cái đèn qua bên này ha. Và mọi người sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ mọi người thấy chưa? Đó, mọi người thấy rõ không? Mình sẽ tiếp tục đi các ngón khác ha. Và những cái ngón này thì mình sẽ design cho nó là cuticle thôi. Đó.
và tùy theo cái cách sắp xếp của diamond mình nên là mình sẽ quét cái keo đính đá của mình á đi theo cái mình sẽ định dạng trước, sau đó là mình sẽ cho cái keo đính đá vào đó nha. Giờ mọi người thấy rõ đúng không? Để tôi xin lưu chút xíu ha, như vậy thì sẽ thấy rõ hơn. Giờ thấy chưa? Hả? Tùy theo cái size của diamond nên là mình sẽ cho cái độ keo đính đá dày hay mỏng nha. Nếu mà hả, cái diamond của mình nhỏ thì mình sẽ sử dụng cái lớp keo đính đá nó mỏng hơn và mình không có cần để cho nó thật là dày ha. Rồi mình để keo đính đá xong rồi mình sẽ cho một chút một lớp mỏng cái thấp hút lên ha. Đối với cái keo đính đá khi mà mình quét lớp thấp mỏng á là mình sẽ cho nó là thật là nhẹ nhàng thôi, đừng có mạnh quá. Mạnh quá thì cái lớp keo đính đá của mình nó sẽ bay theo ha. Chị để xa ra bên kia chút đi. Chị để gần gần cái máy quá, nó bị mờ. Ừ. Đó, không có focus được chưa? Rồi ha. Đẹp quá ha. Treo marble học chưa? Treo color, treo marble chưa học. Nhưng mà cái đó là cái sao? Treo loan hay là sao vậy? Đẹp không? Đẹp hả? Em đang sử dụng là em dùng sơn cái cà liền. Xong rồi đi treo color đường line của thằng màu đen lên. It's good, bắt đầu mà em it's fine. Không có không em kẹt xe nha, kẹt xe em bay đường nào? Long Beach hả? Đâu kẹt? Long Beach thì không kẹt nhưng mà đi LA thích thì kẹt nha. Và ngón này là ngón cũng giống làm cuticle luôn, mình sẽ làm một bộ cho nó together. Cái chị bên ông mà chồng bên gì đó thì buồn dữ vậy. Triều Tiên mà nói tiếng Việt rành á. Đúng là cũng sải chơi nhau. Xong tại vì cái giọng này làm giống như kiểu giọng phát thanh được nữa. Mình làm phát thanh cho Smile làm đó, Smile làm bên này. À, lát nữa là có thể là Alex hay là Jimmy sẽ làm live nữa nha. Nếu mọi người theo dõi nha. Lát là hả, Alex sẽ làm những cái kim tuyến mới cho các bạn. Có những cái kim tuyến mới đẹp lắm. Lát nữa là sẽ show up cho tất cả mọi người nha. Có đồ chơi mới đó. Đồ chơi mới hả? Có cái cây chấm diamond này nó rất là dễ pick ha. Rất là dễ pick cái diamond lên nè. Anh Trương hỏi có hột xoàn chưa kìa. Anh Trương hả? Sắp có rồi nha anh Trương. Sắp có rồi nha. Có diamond mới hả chị? Có diamond những cái Anh Trương Nó ai hết rồi đi.
anh Trương muốn những cái này mình cho cái tiếp theo some your fan không I do for some for that but second time 15%. It's good, it's good. Just get appointment, okay? Mm-hmm. Yeah, just get appointment maybe early. Maybe I quit here, I don't mind. Yeah, really. Oh, really? Mm-hmm. Yeah, inside. But sometimes you're not perfect. Sometimes you take leave it more longer. So, like, she gets bored. No, I think the nail is not getting bored. No, it's with the other basics. How long is it? The base is always fast. You want to see some of her old nails? I show you. She did. What? I show you some of the old picture, old nails that she had. À, rất là dễ thương ha, bộ nail rất là dễ thương, phối hợp những cái màu màu nude pink, gồm có màu nude pink ha. Đây là những cái kim tuyến mới của Just Nail nè. Lát nữa là hả, trong tối nay là sẽ có trên website ha. Thank you Jenny. Ok, tiếp luôn. Nón này á, thì mình có thể là hạ cho một nhiều chút vì á, mình sẽ thiết kế làm sao cho nó hơi fancy ha. Đó, nếu mà mình đối với cái những cái ngón mà nó mình đi nhiều quá thì mình có thể dùng cái brush ha. Để cái brush để fit những cái gel đính đá. Cái gel đính đá mà bên Just Nail các bạn có thể là apply một lớp top coat hoặc không nha. Nhưng mà nếu mà mình apply top coat á lên á thì nó sẽ help cho có độ last long hơn. Thứ hai là mình sẽ không có thấy những cái đường á cao thấp á của cái gel đính đá. Nó sẽ làm cho cái nail của mình nó smooth hơn nè. Rất là dễ thương. Kéo xuống. Được rồi, ok. Đó, mọi người thấy rõ không? Đó, khi mà mình có gel đính đá là bao last luôn nha. Gel đính đá này rất là chắc và rất là dễ dính. Nó không có lỏng quá, không có đặc quá. Nên là tới khi mà mình làm nó sẽ không có bị chạy nhiều. Đó, các bạn thấy Christine làm không? Nó không có bị chạy ha. Bây giờ là mình sẽ chỉnh hình cho cái diamond của mình cho nó ngay ngắn vào đâu vào đó. Sau đó mình mới để cho nó vào máy ha. Rất là đẹp. Mình sẽ kích một viên đây nữa. Trời ơi, dễ thương quá ha. Đó. Thì đây là cái vùng cái nail fancy ha. Nên là mình sẽ thiết kế cái diamond hơi nhiều chút xíu cho nó đẹp. Đó. Sau đó thì mình sẽ vuốt hai bên ha. Vì trong cái thời gian chờ đợi á, mình có wet top thì nó sẽ chạy ra hai bên đúng không? Đó. Trước khi vào máy thì mình sẽ làm sạch hai bên ha, những cái gel mà mình chạy ra ngoài đó. Ừ. Đó là
lại một phần là mình sẽ giữ shape cho cái nail của mình nữa. Nhớ mình da in sáng. The light is nice. Thank you. Oh, Kevin Nguyễn, em đánh đá như vậy tùy theo ha, vì đây là những bộ nail mà custom á, nên là cái nail của mình á thì là hả? Tùy theo cái loại diamond nail nên là tùy theo cái bộ móng mà mình kế ha. Nên là về cái giá cả thì mình cứ làm theo một bộ nail như vậy. Thường á, những cái bộ nail như vậy á thường phải khoảng trên là 150 á. Đó. Và tùy theo cái diamond nữa, nếu mà nhiều diamond á thì mình có thể là lấy thêm ha. Còn nếu mà mình thiết kế đơn giản thì mình lấy ít một chút xíu, tùy theo mỗi chỗ ha. Đó, mình xong rồi đó. Bây giờ là mình sẽ quét sơ cái top lên ha, cho một lần nữa để cho cái diamond của mình nó chắc thêm. Nhưng mà mình không phải là quét trên cái mặt móng của diamond ha, mình sẽ quét xung quanh thôi. Đó. Khi mà các bạn sử dụng treo đính đá này á, cái diamond của người khách á là khách chỉ có quay trở lại thì tháo nó mới xúc thôi. Còn bình thường á là nó sẽ không có bị xúc nha. Nó rất là last long, chắc lắm. Thank you em Lợi Trần. Đó, mình sẽ sơn thêm một phần top ha. Mới bồ đẹp quá ha. Rồi món này luôn. Đó, sau đó mình sẽ vuốt lại bên hông ha, để giữ shape nha. Cái inside. Hi Tivi. Hi em Vinh Lê, khỏe không em? Thank you Lợi Trần nha. Thì Christina với Smile á, giới thiệu cho các bạn những cái treo đính đá, những cái sản phẩm rất là tốt ha. Thì các bạn là có thể là xài thử và cảm nhận nó. Vì những cái mà Just Nail làm like á là hoàn toàn là sử dụng những cái sản phẩm của Just Nail ha. Thì cái chất lượng á thì là ví dụ như các anh chị đã xài rồi thì có thể là cho Just Nail một cái review ha. Tại ở tiệm này cũng có bột nhiều. Nhưng so em the line thì nó một lần màu bột nó có mặt nó đi được. Thank you. Sợ đi không được. Là sao? Tại vì cái bột bên anh nó là khác. Thương hiệu anh là khác. Bên em là thương hiệu nail khác đi. Thương hiệu anh muốn làm, muốn trộn vô làm màu bột được. Vẫn được, không vẫn đi được. Được. Màu bột là không, nó không có kém. Màu bột không sao hết. Quan trọng là cái khi mà mình làm á, cái cách nhìn của mình phối màu như thế nào á. Thì đa số cái mô bồ nào á, mình để chút xíu màu đen vô thì nó vẫn đẹp hơn, nó show up hơn. Thì nhiều khi á, mình không phải nói cái just nail, cái màu nó không bị mô bồ nhưng mà nó làm mô bồ rất là đẹp. Tại vì cái màu nó quá dẻo, quá tươi, khi mà mình làm á, mình không thấy hột hột á. Tại vì nó quá mịn đi, nên khi mà mình làm á, mình sử dụng chút xíu mà nó không có bị hột gì hết á. Nhiều màu thì mình làm mình thấy nó bị hột bự đúng không, nhưng mà cái màu này không bị, nên nó thành ra là khi mà làm cái màu bồ nó đẹp hơn nữa. Yeah, ok. Yeah ha, vậy là cái bộ nail đã hoàn chỉnh nha. Đẹp quá. Thank you mọi người nha. Quay hai bộ cho người ta coi. Em để đi. Em chụp luôn đi. Quay quay cho người ta coi. Mm.
Đây ha, bộ nail rất là dễ thương ha. Mình chỉ cần sử dụng những cái mà mình có. Mình có thể là làm ra cái bộ nail rất là đẹp này. Ok, just relax. Yes. Yes. Yeah, ok. Yeah, đẹp quá. So cute. Yeah, thank you mọi người nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Và có các bạn khi mà vào website order đó thì đừng quên đánh những cái order vô nha. Và các bạn sẽ có những 10% off cho tổng số cái cái total nha. Bye bye mọi người. Thank you. Nếu mà nó để cái chữ này á thì mình nên mua. Tại sao?